Rồi, chiều xin chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay chiều sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2021 anh chị nha. Đây là phôm mới của Fortuner ha. Đây là máy dầu một cầu anh chị nha. Fortuner máy dầu một cầu số tự động sản xuất 2021. Đó, thì nói chung là thiết kế mới nha. Đèn là đèn LED chiếu xa chiếu gần, đèn LED ban ngày và đèn cản cũng là đèn LED luôn anh chị nha. Đèn cản cũng là đèn LED luôn. Chiếc xe này mới chạy có 11.000 cây thôi. Xe mua bán chị cũng đã kiểm tra hết tất cả các hạng mục cho anh chị rồi nha. Khung xương, máy gầm, đó mọi thứ là nguyên zin hết, không có bị gì cả nha. Đây, ốc capo này, keo chỉ, mọi thứ là còn nguyên zin hết. Thì xe mua bán chị cũng sẽ ghi cam kết và đảm bảo cho anh chị là xe không tai nạn, không ngậm nước máy zin anh chị nha. Xe này chị đang bán với giá 1 tỷ 130 triệu thôi. Anh chị và các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho chị đến coi xe. Đến coi xe thì thương lượng giá chốt luôn nha anh chị nha. Giá còn thương lượng nha. Xe này chị đang bán với giá 1 tỷ 130 triệu ha. Rồi, bây giờ chiều sẽ tiến hành đi dạo một vòng cái xe này cho anh chị và các bạn tham khảo qua. Xe này nước sơn zin đến 95% anh chị nha. Chỉ sơn đúng cái cản ở bên đây nè. Chỉ sơn đúng cái cản ở bên đây thôi. Sơn gốc cản này thôi. Đó, còn hoàn toàn là sơn zin hết anh chị nha. Hoàn toàn là sơn zin. Sơn zin 95% cho anh chị luôn. Xe cam kết và đảm bảo cho anh chị là xe không tai nạn, không còn nước máy zin. Xe mới chạy có 11.000 cây à. Vỏ xe thì còn siêu dày. Siêu dày ha. Vỏ Fortuner thì mình đi khoảng tầm hơn 100.000 cây mới thay vỏ được nha anh chị nha. Hơn 100.000 cây nó mới mòn. Đó, bây giờ chiều sẽ tiến hành đi dạo một vòng cái xe nè. Trước tiên là cái hông nè. Đây là màu trắng ngọc trai anh chị nha, màu trắng ngọc trai. Nè, để hiện tại thì quay cho anh chị thì đang quay nắng nè. Nó sẽ ánh lên một cái lớp ca mây nè anh chị thấy không? Đó, ánh lên một cái lớp kim tuyến ha. Đây là trắng ngọc trai anh chị nha. Đó, đây nè. Đó, chị bị sơn đúng cái cản này thôi. Còn mọi thứ là nguyên zin, sơn zin hết nha. Sơn zin hết 95% cho anh chị luôn. Máy dầu số tự động anh chị nha. Đây, mức tiêu hao nè, 100 cây là 9 lít. Đi đường dài khoảng tầm 6,7 thôi. Và đi ở mức trung bình là khoảng tầm 7,6 anh chị nha. Máy dầu số tự động một cầu. Xe này sản xuất là 2021 anh chị nha. Đây. Sản xuất 2021 ha. Đó, đây nè, xe thì ghế da zin. Ghế da zin nha. Ghế da chỉnh điện 6 hướng nè. Có lót sàn kiểu 3D và có một cái bộ lót sàn này nè. Đó. Theo nó luôn. Theo cái bộ sàn này luôn. Xe này mới chạy có 11.000 cây thôi. Đây, 11.000 cây. Màn DVD ha, cam lùi đầy đủ, có ga tự động cho anh chị luôn nè, khởi động bằng nút bấm luôn. Đó, khởi động nút bấm, ga tự động ha, có hai chế độ lái và có cân bằng điện tử, số tự động máy dầu. Các chi tiết trong xe thì còn rất là đẹp nha anh chị nha. Xe này mới chạy có 11.000 cây nên chất xe còn rất là đẹp luôn. Anh chị và các bạn nào quan tâm cái dòng Fortuner máy dầu số tự động một cầu màu trắng ngọc trai thì liên hệ trực tiếp cho Triều đến coi xe tại khu đô thị Vạn Phúc ha. Khu đô thị Vạn Phúc quốc lộ 13. Thành phố Thủ Đức. Ở trong đây nói chung là đường xá rất là đẹp, nhà cũng rất là đẹp và cái đường đi đi vô trong cái chỗ chiều bán xe cũng rất là dễ đi luôn. Đó, còn anh chị nào không rành đường thì cứ kết bạn qua Zalo nha, chị sẽ gửi full hình ảnh của cái chiếc Fortuner này và gửi luôn cả cái vị trí cho anh chị và các bạn đến coi xe nha. Coi xe thì còn thương lượng giá nữa nha anh chị nha. Xe này thì chị đang bán với giá là 1 tỷ 130 triệu ha. Nếu mà anh chị vay ngân hàng thì anh chị chỉ cần trả trước khoảng tầm 400 triệu thôi, 400 đến 450 triệu là vay ok. Thì vay ngân hàng hiện tại thì nếu mà ở Đồng Nai nè, Bình Dương và Bình Phước dưới 120 cây nha, từ Bình Phước chạy xuống Sài Gòn khoảng tầm 120 cây thì chịu sẽ hỗ trợ vay ngân hàng cho. Đó. Đây, còn ở xa quá thì chịu không hỗ trợ vay ngân hàng được nha anh chị nha, anh chị thông cảm giúp chịu. Đó. Đây. Đây là phía sau bên trái nè. Chị sẽ quay luôn cái gầm cho anh chị xem nè. Đây, bánh xe dự phòng chưa có gớt nha. Xe mới chạy có 11.000 cây nha anh chị nha. Gầm à, xe này đã phủ gầm luôn nha anh chị nha. Xe này đã phủ gầm rồi nha. Xe này phủ gầm rồi. Đó, bánh xe dự phòng này nha. Xe này đã phủ gầm rồi nha anh chị nha. Đi chiều sẽ quay cho anh chị xem nè. Đó, xe phủ gầm rồi nha. Đã phủ gầm. Đó. Chiếc này chiều đang bán với giá 1 tỷ 130 triệu còn thương lượng á. Anh chị các bạn nào quan tâm thì cứ đến xem. Một cái cốp để đồ cực kỳ rộng anh chị ha. Đồ cực kỳ rộng. Xe này chiều cũng đã test hết tất cả các hạng mục cho anh chị rồi nha. Máy móc khung gầm. Mọi thứ là còn nguyên zin hết nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì đến xem. Giá còn thương lượng ha. Giá chiều đang bán là 1 tỷ 130 triệu. Còn cái giá mà anh chị muốn mua bao nhiêu thì anh chị cứ đến coi thực tế xe nha. Đến coi thực tế rồi mình chốt giá luôn. À, đây là phía phía sau bên phải nè anh chị. Phía sau bên phải ha.
Vỏ xe thì 11.000 cây chắc chắn là phải còn rất là dày anh chị nha. Rất là dày. Cái hông nè, hông bên phải nè. Nước sơn zin 95% cho anh chị nha. Nước sơn còn zin 95% luôn. Đó, keo chỉ là còn nguyên zin hết nha. Mua bán đảm bảo và cam kết. Văn bản cho anh chị. Ở đây có một cái cổng sạc 220V 100W nè anh chị. 220V 100W. Ghế da zin theo xe. Chỉ có lót sàn và dán phim cách nhiệt thôi. Màn DVD zin theo xe. Xe không có độ gì cả nha, mọi thứ nguyên zin. Keo chỉ nguyên zin cho anh chị luôn. Đó, đây. Keo chỉ nguyên zin, tắp lô nè. Màn DVD nè, cắm lùi đầy đủ. Nút bấm nè. Máy dầu số tự động 1 câu, giá 1 tỷ 130 triệu còn thương lượng còn giảm khi đến xem xe thực tế. Rất là ok anh chị ha. Anh chị nào quan tâm thì đến xem nha. Rồi Chiều cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị và các bạn nào lần đầu vào kênh của Chiều thì mình nhớ bấm đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng anh chị nha.